Mến chào quý vị khán thính giả đã ghé thăm kênh Trần Ngọc Văn Quân ngày hôm nay Xin gửi lời chúc hạnh phúc, sức khỏe, bình an đến quý vị Chủ đề này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá Và giải những câu đố ca dao thú vị trong kho tàng đồ sộ của văn học dân gian và quý vị ơi, nếu biết thêm câu đố nào hay, quý vị vui lòng bình luận dưới video nhé, để Vân Vân có thể tổng hợp lại và gửi đến cho mọi người. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu đầu tiên nha. Quý vị tập trung để giải cùng Vân Vân nhé. Câu số 1 Năm anh đứng bên kia sông, năm cô đứng bên này sông, hai bên hợp mặt phải lòng lẫn nhau. Năm anh đứng bên kia sông, năm cô đứng bên này sông, hai bên hợp mặt phải lòng lẫn nhau. Đây là cái gì? Đáp án Nút áo và khuy áo Câu số 2 Một mình vui thú sông hồ Vợ thì không dặm Các cô đều thèm Đây là con gì? Một mình vui thú sông hồ Vợ thì không dặm Các cô đều thèm Đáp án. Đây là con trai và con hến. Câu số 3. Một người ba đầu như nhau, một đầu có tóc, hai đầu trần xương. Đây là cái gì? Một người ba đầu như nhau, một đầu có tóc, hai đầu trần xương. Đáp án đây là cái đầu và hai đầu gối Câu số 4 Một mẹ để bốn con Ba đứa tựa đào đỏ Ba đứa nở hoa sen Ba đứa say men cúc Ba đứa thích hoa nở Còn một đứa ngẩn ngơ ba năm mới có Một mẹ để bốn con Ba đứa tựa đào đỏ ba đứa nở hoa sen ba đứa say men cúc ba đứa thích hoa nở còn một đứa ngẩn ngơ ba năm mới có câu đố này nói về gì đáp án câu đố nói về một năm có bốn mùa và ba năm một lần nhuận Câu số 5 Một thân lại có ba càng Long lanh nắng sáng trăng vàng đổ đi Một thân lại có ba càng Long lanh nắng sáng trăng vàng đổ đi Đây là cái gì? Xin gợi ý bằng câu ca dao Hôm qua tác nước đầu đình Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen Một thân lại có ba càng, long lanh nắng sáng trăng vàng đổ đi. Đây là chiếc gầu sông tát nước. Câu số 6. Đêm thân che nắng cho đời, rồi ra mang tiếng là người chả khôn. Đêm thân che nắng cho đời, rồi ra mang tiếng là người chả khôn. Đây là cái gì? Đây là cái dại. Cái dại tấm đan bằng tre dựng trước hiên nhà để che mưa nắng, thường thấy ở vùng quê Bắc Bộ. Câu số 7: Vừa bằng một thước mà bước không qua. Vừa bằng một thước mà bước không qua. Đây là cái gì? Đáp án là cái bóng. Câu số 8 Chẳng lợp mà thành mái Chẳng cấy mà mọc đều Già thì trắng phâu phâu Non thì đen kinh kích Chẳng lợp mà thành mái Chẳng cấy mà mọc đều Già thì trắng phâu phâu Non thì đen kinh kích Đây là gì? Gợi ý, đây là một bộ phận trên cơ thể Chẳng lợp mà thành mái Chẳng cấy mà mọc đều Già thì trắng phâu phâu Non thì đen kinh kích Câu đố này nhắc đến một câu tục ngữ Cái răng cái tóc là gốc con người Và đáp án chính là mái tóc Câu số 9 Chân vịt, thịt gà, da trâu đầu rắn Biết trắng mà chẳng biết kêu Đây là con gì? Chân vịt, thịt gà, da trâu đầu rắn, biết cắn mà chẳng biết kêu. Đây là con gì? Đáp án đây là con ba ba. Câu số 10. Lưng đi trước, bụng đi sau, con mắt ở dưới cái đầu ở trên. Đây là bộ phận nào của cơ thể chắc câu đố này tương đối dễ phải không quý vị đáp án chính là cái cẳng chân tấm thân này đã nhẹ nhàng sớm khuya tiếng nhạc tiếng đàn tiêu dao đây là loại đàn gì tấm thân này đã nhẹ nhàng sớm khuya tiếng nhạc tiếng đàn tiêu dao Đáp án, đây là đàn hồ. Đàn hồ là loại nhạc cụ dân tộc Việt, thuộc bộ dây, sử dụng cung mã vĩ, lông đuôi ngựa, kéo cho cọ vào dây để tạo âm. Ban đầu đàn hồ chỉ có một loại, trong quá trình phát triển thì nhạc cụ này có ba biến thể, hồ, hồ trung và hồ đại. Ngoài ra, mỗi dân tộc sử dụng loại đàn này cũng có những kiểu cách riêng. Vì cùng có hai dây nên đàn hồ có cấu tạo giống như đàn nhị, nhưng kích thước bầu cộng hưởng lớn hơn, âm thanh trầm hơn đàn nhị. Đàn hồ thường có trong biên chế của dàn nhạc dân tộc của truyền. Người ta dùng nó để đệm cho các giọng nam trung, nam trầm, nữ trung, còn gọi là giọng thổ, diễn tả những âm điệu suy tư, trầm mặc hoặc những giai điệu buồn. Đàn hồ cũng được dùng phổ biến trong nghệ thuật hát sẩm. Câu đố số 12 Nghe toàn như ốc với gan, mà sao thánh thoát tơ vàng du dương? Đây là đàn gì? Nghe toàn như ốc với gan, mà sao thánh thoát tơ vàng du dương. Đáp án, đây là đàn ọt gan. Câu số 13. Cây gì mà chẳng trổ hoa? Đậu quả bầu già cuốn mỗi một giây. Du dương trầm bổng đắm say, tay mà sờ đến ngất ngây lòng người. Đây là đàn gì? cây gì mà chẳng chỗ hoa đậu quả bầu già cuốn mỗi một giây du dương trầm bổng đắm say tay mà sờ đến ngất ngây lòng người đáp án đây là đàn bầu đàn gì hàng chục khúc tre gõ như gõ mỏ lại nghe tiếng đàn đàn gì hàng chục khúc tre gõ như gõ mỏ lại nghe tiếng đàn đây là loại đàn gì? Đáp án, đây là đàn tê rưng. Câu số 15. Lúc thì tì hắn vào bà, lúc thì ôm gọn như là đắm say. Nàng kiều từng đã so dây, tiếng tơ tiếng trúc, ngất ngây chàng từ. Đây là đàn gì? Lúc thì tì hắn vào bà, Lúc thì ôm gọn như là đấm say, nàng kiều từng đá so dây, tiếng tơ tiếng trúc, ngất ngây chàng từ. Câu này dễ đúng không ạ? À? Đáp án là đàn tì bà. Câu đố số 16, đây là loại đàn gì? Cái chân cán cuốc, cái bụng bằng mày, cái răng thất thiểu, cái tay bơ phờ. Có khi vịnh phú ngâm thơ, có khi thơ thẩn đợi chờ tay ai? Cái chân cán cuốc, cái bụng bằng mày, cái răng thất thiểu, cái tay bơ phờ. Có khi vịnh phú ngâm thơ Có khi thơ thẩn đợi chờ tay ai Gợi ý Tên đàn này rất đẹp Đáp án chính là đàn nguyệt Lưng cong làn sóng Gãy móng ngón tay 16 hàng giây xa bay khúc nhạc. Đây là đàn gì? Lưng cong làn sóng, gãy móng ngón tay, 16 hàng dây, xa bay khúc nhạc. Đáp án là đàn thập lục. Cây trúc không đốt mà đục lỗ tròn, một đồng véo von chiều quê êm ả, đây là loại nhạc cụ nào? Cây trúc không đốt mà đục lỗ tròn Một đồng véo von chiều quê êm ả Đây là cây sáo trúc Câu số 19 Cá gì nuôi ở ao hồ Thêm o vào cuối biết vồ chuột ngay Cá gì ở biển biết bay Thịt ngon nổi tiếng xưa nay nhất nhì Đây là hai loài cá gì? Cá gì nuôi ở ao hồ, thêm o vào cuối biết vồ chuột ngay. Cá gì ở biển biết bay, thịt ngon nổi tiếng xưa nay nhất nhì? Đáp án đây là cá mè và cá chim. Câu số 20 Cá gì vốn rất hiền lành, xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm. Cá gì vốn rất hiền lành, xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm. Đây là cá gì? Câu này dễ đúng không ạ? Đây là con cá bóng. Câu số 21 Cá gì nghe thấy đã thèm, cá gì hụt cẳng chết chìm dưới sâu, cá gì đủ chữ xứng câu, cá gì trốn học, nhảy rào rong chơi. Cá gì nghe thấy đã thèm, cá gì hụt cẳng chết chìm dưới sâu, cá gì đủ chữ xứng câu cá gì trốn học nhảy rào rong chơi câu đố này hay phải không ạ à? và đáp án chính là cá gì nghe thấy đã thèm là cá cơm cá gì hụt cảnh chết chìm dưới sâu cá đuối cá gì đủ chữ xứng tô là con cá đuối cá gì trốn học nhảy rào rong chơi là cá chuồng. Và tiếp tục câu số 22. Ngựa gì ngựa gì chẳng chạy trên đường, muốn tìm ra tận đại dương mà tìm. Đây là con cá gì? Đáp án chính là cá ngựa. Câu đố tiếp theo. Cá gì đeo túi mực đen, bao nhiêu râu mềm nhưng chẳng có vây. Đáp án chính là cá mực Câu đố số 24 Chiếc thuyền nho nhỏ, mũi đỏ, sơn son Chèo ra giữa biển nước non dầm về Ngân ngang cờ phất bốn bề Ngày thời tập trận tối về điểm quân Đây là nghề gì? Chiếc thuyền nho nhỏ, mũi đỏ, sơn son Chèo ra giữa biển nước non dầm về Ngân ngang cờ phất bốn bề Ngày thời tập trận tối về điểm quân Đáp án, nghề chăn vịt. Câu 25. Đã là người lớn hẳn hoi, có một vật nhỏ mà đòi tranh nhau. Khi thì đạp, lúc hút đầu, khi đưa vào cửa tặng nhau thì mừng. Đây là nghề gì? Đáp án, cầu thủ bóng đá. Câu số 26. Không có quả chẳng có cây, Thế mà có hạt rụng đầy nơi nơi, có cây thấy rụng thì vui, loài vật thấy rụng tìm nơi ẩn mình. Đây là gì? Không có quả chẳng có cây, thế mà có hạt rụng đầy nơi nơi, có cây thấy rụng thì vui. Loài vật thấy rụng tìm nơi ẩn mình. Đáp án đây là hạt mưa. Câu số 27. Cái gì lỏng ở quanh đây, nắng lên kết cánh mà bay về trời. Lạnh thì trở lại xuống chơi, chờ khi gặp nóng tức thời bay lên. Đây là gì? Đáp án đây là nước. Câu đố số 28, to như núi nhẹ như bông, chẳng thả trên sông cũng trôi lờ lững, đây là gì? To như núi nhẹ như bông, chẳng thả trên sông cũng trôi lờ lững. Đáp án đây là mây. Câu số 29. Trong ruột thì nóng như thiêu, ngoài vỏ chứa nước rất nhiều không vơi, dẫu nghiêng mà nước chẳng rơi, chung quanh bao bọc mây trời lang thang. Đây là trái gì? Trong ruột thì nóng như thiêu, ngoài vỏ chứa nước rất nhiều không vơi, dẫu nghiêng mà nước chẳng rơi, chung quanh bao bọc mây trời lang thang. đáp án đây là trái đất ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi Câu hỏi số 30 Nào đâu thấy dáng thấy hình Triệu năm người ấy nuôi mình lớn lên Ở đâu cũng ngập bốn bên Tặng người người nhận lâu bền chẳng vơi Đây là cái gì? Nào đâu thấy dáng thấy hình Triệu năm người ấy nuôi mình lớn lên Ở đâu cũng ngập bốn bên Tặng người người nhận lâu bền chẳng vơi Đáp án là không khí. Câu số 31. Con gì vừa mới ra đời đã phải xa mẹ mà trôi theo dòng, quanh năm ngày tháng rủi rong, đi xuôi thì có ngược không bao giờ? Đây là con gì? Con gì vừa mới ra đời đã phải xa mẹ mà trôi theo dòng, Quanh năm ngày tháng rủi rong Đi xuôi thì có Ngược không bao giờ Đáp án đây là con sông, con suối. 32 cái chi quê ở trên trời Đêm đêm lặng đứng ngắm người trần gian Anh em nhiều lắm vô vàng Đố ai đếm được rõ ràng không sai Đáp án là ngôi sao 33. Chẳng phải khói, bạn với sương Mảnh mai trong suốt, nhẹ vương lá cành không gian ai khéo văn mành âm thầm gọi vạn chồi xanh nảy mầm đây là gì chẳng phải khói bạn với sương mảnh mai trong suốt nhẹ vương lá cành không gian ai khéo văn mành âm thầm gọi vạn chồi xanh nảy mầm đáp án chính là mưa xuân Câu số 34 Mùa hạ em tắm dưới ao Mùa thu mát mẻ người đào em lên Thân em gần chốn bùng đen da phong em giữ chê khen mặt lòng Đây là gì? Mùa hạ em tắm dưới ao Mùa thu mát mẻ người đào em lên Thân em gần chốn bùng đen da phong em giữ chê khen mặt lòng Đáp án đây là hoa sen và củ sen. Câu số 35, thân hình bé nhỏ, áo lụa đỏ au, chẳng dám đi đâu thế mà cứ lạc. Đây là củ gì? Đáp án đây là củ lạc hay còn gọi là đậu phộng. Câu số 36, một nhà bảy tám anh ôm cột đứng vòng quanh. Bình thường quần áo còn lành, đến khi ly biệt thì đành xé ra. Đây là củ gì? Một nhà bảy tám anh, ôm cột đứng vòng quanh. Bình thường quần áo còn lành, đến khi ly biệt thì đành xé ra. Đây là củ tỏi. Câu 37, một bầy cò trắng rớt xuống ao sâu, chết đã hồi lâu người ta mới vớt. Đây là món ăn gì? Một bầy cò trắng rớt xuống ao sâu, chết đã hồi lâu người ta mới vớt. Đây là cháo hoa, cháo trắng. Cháo hoa là từ hay được dùng ở miền Bắc nước ta. Cháo hoa hay là cháo trắng, hạt gạo khi nấu nở bung hết cỡ như những bông hoa, nhiều nước và cháo hơi loãng. Khi để yên thì phần cái lắng xuống dưới đáy nồi nên lý giải được câu đối trên. Nhắc đến cháo hoa, chúng ta nhớ câu trong truyện cổ tích tấm cám là bóng bóng băng băng lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. 38 cây to lá nhỏ chiền chiền, non ăn và bán lấy tiền mà tiêu. Đây là cây gì? Cây to lá nhỏ chiền chiền, non ăn và bán lấy tiền mà tiêu. Đáp án là cây tre có miệng mà chẳng nói chi bụng phình như chữa bỏ gì cũng ăn đây là cái gì có miệng mà chẳng nói chi bụng phình như chữa bỏ gì cũng ăn đây là cái chum có lửa thì đẻ không lửa thì nằm ấp con, để ra chuyển động núi non, đây là cây gì? Có lửa thì đẻ, không lửa thì nằm ấp con, đẻ ra chuyển động núi non. Đây là cây súng. Câu đố 41. Con gì có đuôi có lông, trẻ già trai gái đều cùng mang theo. Con gì có đuôi có lông, trẻ già trai gái đều cùng mang theo. Đáp án chính là con mắt. Câu đố số 42, vừa bằng hột quýt dưới đất ngậm châu. Đây là con gì? vừa bằng hột quýt dưới đất ngậm châu đây là con gì đây là con đom đóm dầm thì bằng tre ghe thì bằng sành Chèo quốc, chèo quanh Chèo vô lỗ hổm Đây là hành động gì? Dầm thì bằng tre, ghe thì bằng sành Chèo quốc, chèo quanh Chèo vô lỗ hổm Đây là hành động gì? Đáp án đây là hành động và cơm. Câu số 44, nét tròn em đọc chữ o, khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì? Đáp án đây là chữ c. Câu số 45, nếu ai thiếu nó bạn ơi hẳn là hết nói hết cười hết ăn ngã rời huyền tới kết thân nhiễm ngay tính xấu trăm lần đáng chê nếu ai thiếu nó bạn ơi hẳn là hết nói hết cười hết ăn ngã rời huyền tới kết thân nhiễm ngay tính xấu trăm lần đáng chê đây là hai chữ gì Đáp án cho câu đố này là chữ lưỡi và chữ lười Câu 46 Ngã về chẳng có cái chi Nặng không chật hẹp mọi bề thánh thơi sắc kêu là chuyển đất trời Huyền thành linh vật Vẽ vời nhiều râu Đây là bốn chữ gì? Ngã về chẳng có cái chi Nặng không chật hẹp mọi bề thảnh thơi sắc kêu là chuyển đất trời Huyền thành linh vật Vẽ vời nhiều râu Đây là bốn chữ Rỗng, rộng, rống, rồng Câu 47 Là la tôi hát cả ngày Thêm huyền người thích trái này dầm tương Sắc vào thiếu muối thì ương Hỏi thành lớn nhất nhịn nhường đàn em Đây là bốn chữ gì? Là la tôi hát cả ngày Thêm huyền người thích trái này dầm tương Sắc vào thiếu muối thì ương hỏi thành lớn nhất nhịn nhường đàn em đáp án đây là bốn chữ ca cà, cà cá cả Xin mời quý vị cùng đến với câu đố chữ tiếp theo. Giúp ai chăm chỉ học hành, dù cho công tội danh thành chẳng xa, sắc kia nếu phải lìa xa, nặng vào thì ở chung nhà với nam. Đây là chữ gì? Giúp ai chăm chỉ học hành, dù cho công tội danh thành chẳng xa, sắc kia nếu phải lìa xa, nặng vào thì ở chung nhà với nam. Đáp án đây là hai chữ Viết Việt Câu đố số 49 Mang tên em gái cha tôi Ngã vào thành bữa thịt sôi linh đình Có huyền to lớn thân hình Hỏi vào để nối đầu mình với nhau Đây là những chữ gì? đây là bốn chữ cô cổ cô cổ năm mươi tôi là con vật đồng xanh giúp người làm ruộng quẩn quanh cấy cày nửa mình trên chặt thẳng tay một châu xuất hiện ở ngay bản đồ đây là hai chữ gì tôi là con vật đồng xanh giúp người làm ruộng quẩn quanh cấy cày nửa mình trên chặt thẳng tay một châu xuất hiện ở ngay bản đồ Đáp đây là chữ trâu và chữ Âu. 51. Mặt em hớn hở suốt ngày, thêm quyền giấu mặt, giấu mày nơi đâu? Rụng đuôi mà mất cả đầu, thì thành sấm động Hai tàu bay kêu? Đây là ba chữ gì? Đáp đây là chữ vui, chữ vui và chữ u. 52. Một châu trong ngũ đại châu, chữ nho có nghĩa bay mau lên trời. Thêm huyền mập lắm ai ơi, mất đầu là mở miệng cười chữ chi. Một châu trong ngũ đại châu, chữ nho có nghĩa bay mau lên trời. Thêm huyền mập lắm ai ơi, mất đầu là mở miệng cười chữ chi. Đây là chữ phi, phì và hi. Câu đố số 53. Không huyền vị của hạt tiêu, có huyền công việc sớm chiều nhà nông. Mất đuôi ăn có ngon không, dầm tương dân chúng ruộng đồng dùng quen. Đây là ba chữ gì? Không huyền vị của hạt tiêu, có huyền công việc sớm chiều nhà nông. Mất đuôi ăn có ngon không, dầm tương dân chúng ruộng đồng dùng quen đây là ba chữ chữ cây chữ cày và chữ cà năm mươi bốn không huyền hạt nhỏ mà cây có huyền vắt búa đi ngay vào rừng đây là hai chữ gì? Đây là chữ tiêu và chữ tiều. 55. Bà già thì thích, trẻ nít không ưa, mất huyền con vật cài bừa cho ta. Thiếu đầu là của ông già, bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều đây là bốn chữ gì bà già thì thích trẻ nít không ưa mất huyền con vật cài bừa cho ta thiếu đầu là của ông già bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều Bà già thì thích trẻ nít không ưa Là nói về chữ trầu Mất huyền con vật cài bừa cho ta Chữ trầu mất dấu huyền thành chữ trâu Thiếu đầu là của ông già Thiếu chữ tê thì thành chữ râu Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều Chữ râu mất mũ còn chữ rau Chúng ta cùng đến với câu số 56 Cái chi làm bạn với bình Nặng vào có thể vẽ hình người ta Hỏi thành cháy cửa cháy nhà thêm huyền thì hết khi mà giận nhau đây là bốn chữ gì tiếng việt của chúng ta thật là độc đáo phải không ạ à? chỉ có một từ thôi nhưng nếu ghép dấu khác nhau thì sẽ tạo nên một nghĩa khác nhau và ở câu đố này cái chi làm bạn với bình chữ hoa nặng vào có thể vẽ hình người ta là chữ hỏa Hỏi thành cháy cửa cháy nhà là chữ hỏa Thêm huyền thì hết khi mà giận nhau là chữ hòa Câu số 57 Không tê nghiền nhỏ thức ăn Có tê thì đến đêm rằm tìm tôi Sắc là màu bạc như vôi Hay là màu tóc của người già nua Đây là ba chữ gì? Không tê nghiền nhỏ thức ăn có tê thì đến đêm rằm tìm tôi sắc là màu bạc như vôi hay là màu tóc của người già nua đây là ba chữ răng trăng và trắng Câu số 58 Để nguyên làm bạn với thang Thêm huyền thành chú bé ngoan tới trường Đây là hai chữ gì? Đáp án đây là hai chữ tro và chữ trò Câu đố số 59 Bình sinh tôi hát tôi ca Thêm quyền thành chữ phong ba dập vùi Đây là hai chữ gì? Đáp án đây là hai chữ chim và chữ chim 60 Sinh ra đã biết bay rồi bỏ đầu đầu trọc bỏ đuôi thì nghèo đây là ba chữ gì sinh ra đã biết bay rồi bỏ đầu đầu trọc bỏ đuôi thì nghèo đáp án sinh ra đã biết bay rồi là chữ khói bỏ đầu là bỏ chữ ca, đầu trọc thì thành chữ hỏi, bỏ đuôi thì bỏ chữ y, chữ khói bỏ chữ y thành chữ khó, bỏ đuôi thì nghèo là chữ khó. Vâng và sau cùng chúng ta sẽ đến với những câu đố về lịch sử. Câu đố số 61, ai từng đóng cọc trên sông, đánh tan thuyền giặc nhuộm hồng sóng xanh? Vua nào thần tốc quân hành, mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời? Vua nào tập trận đùa chơi, cờ lau phất trận một thời ấu thơ. Vua nào thảo chiếu dời đô, vua nào chủ xứng hội thơ tao đàn. Đây là những vị vua nào. Ai từng đóng cọc trên sông, đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng, sóng xanh. Vua nào thần tốc quân hành, mùa xuân đại phá, quân thanh tơi bời. Vua nào tập trận đùa chơi, cờ lau phất trận một thời ấu thơ. Vua nào thảo chiếu dời đô, vua nào chủ sướng hội thơ tao đàn đáp án đây là những vị vua tiền ngô vương ngô quyền nguyễn huệ quang trung Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn và Lê Thánh Tông, Lê Tự Thành. Câu số 62 Thuốc Nam trị bệnh người Nam, danh y nổi tiếng đến miền Bắc Phương. Vua Minh buộc cống nộp sang, tấm lòng nhớ nước, chết bên xứ người. Đây là danh y nào? Đây là danh y Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh thiền sư là lương y sống ở giai đoạn cuối đời trần. Ông được hậu thế suy tôn là tiên thánh của ngành thuốc nam. Câu số 64 Ai người hóa phép về trời sau khi đánh đuổi tơi bời giặc ân? Vua gì đã bốn nghìn xuân, vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ. Đáp án đây là Thánh giống và vua hùng 64. Ai người mặc đổi áo vua Cầm quân ra trận đánh lừa giặc minh Vì đại nghĩa phải hy sinh Tấm gương trung nghĩa hiển vinh đời đời Đáp án chính là Lê Lai. Theo như lời kể thì vua Lê Thái Tổ lại dặn con cháu cúng dỗ Lê Lai vào ngày hôm trước dỗ mình để Lê Lai được hưởng lễ trước. Sau Lê Thái Tổ mất vào ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu, năm 1433, các vua nối ngôi theo lời dặn cúng Lê Lai vào ngày hôm trước là ngày 21 tháng 8. Vì vậy từ đó trong dân gian có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi để nói lên truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Biết ơn sự hy sinh cao cả của người anh hùng dân tộc đã xả thân cứu vua cứu nước vì đại nghiệp chung. Người mặc đổi áo vua, cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh, vì đại nghĩa phải hy sinh, tấm gương trung nghĩa hiển vinh đời đời. Đọc những câu thơ này, chúng ta hãy cùng nhau tưởng nhớ đến những vị anh hùng dân tộc đã hy sinh quên thân mình cho đất nước. Câu đố số 65. Đố ai đánh tống bình chim ba ngày phá vỡ khâm liêm hai thành ung châu đổ nát tan tành mở đầu bắt phạt uy danh vang lừng đây là vị tướng nào đố ai đánh tống bình chim ba ngày phá vỡ khâm liêm hai thành ung châu đổ nát tan tành mở đầu bắt phạt uy danh vang lừng đây là Lý Thường Kiệt. Câu 66 Gái nào giặt đánh chẳng khai, chết hô khẩu hiệu hoa cài tóc xanh, đây là ai? Đây là chị Võ Thị Sáu Sông vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoaê khi người sống vẫn con những đất nước. người anh đã chúa đời sau câu hỏi vừa rồi cũng khép lại chủ đề ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã đi cùng vân trên hành trình gìn giữ văn học dân gian xin cảm ơn quý vị chúc quý vị nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành đạt